chiều qua cuốn đi ngôi nhà. Từ đây em bé bơ vơ, sẽ không còn cha, sẽ không còn mẹ nữa. Cơn bão chiều qua cuốn đi con đường, về một mái ấm đơn sơ, ước mơ của em. Một thế giới ấm áp tràn yêu thương, nơi sẽ chia hạnh phúc. Về mặt tươi sáng cho em. Cho mình mái ấm mà em coi là nhà, để đi nỗi bất hạnh em không đáng phải chịu, sẽ không còn nỗi tủi hổ khiến em phải buồn thiu. Nhắm mắt ngủ ngoan rồi ngày mai sẽ khác, giấc mơ sẽ cùng em bước bao khó khăn chẳng mang. Đến nơi yên bình em sẽ chẳng buồn thêm, vì sẽ luôn là bình minh rực rỡ sau những màn đêm. Thế giới ấm áp tràn yêu thương, nơi sẽ chia hạnh phúc. Về mặt tươi sáng cho em. Còn đây là Lê Lộc, hay chúng tôi sẽ là đội trưởng của mỗi đội và cũng sẽ là trợ thủ đắc lực của người giải mã, và chính chúng tôi cũng sẽ là người đi tìm những kỳ tài đến với người giải mã. Và bây giờ chúng tôi xin được tự giới thiệu, đội chúng tôi có tên là Thiên Thần Đỏ. Tôi là Thiên Thần Đỏ Lê Lộc. Tôi là Thiên Thần Hana. Tôi là Thiên Thần Vinh à. Thiên Thần Hailey. Còn đội của chúng tôi có tên là Siêu Nhân Gia. Tôi Siêu Nhân Thanh Tâm. Tôi Siêu Nhân Gina Em. Tôi Siêu Nhân Kira Kira. Tôi Siêu Nhân Môn Hoàng Anh. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón người hết sức đặc biệt, đó chính là người giải mã. Quý Linh, người giải mã xin kính chào quý vị. Nói người giải mã cho nó quan trọng với tôi. Đặt trường hợp cho quý vị, tôi cũng chỉ là người hỏi để xem tại sao họ làm được điều đó, và hỏi để chúng ta biết được người tài nó như thế nào thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần giải mã trong ngày hôm nay. Sau một tuần lễ, hai đội, đội nào đã đi tìm được người tài, giới thiệu cho tôi nghe cái coi. Để gợi ý người kỳ tài ngày hôm nay, xin mời phần trình diễn của bạn Winner.
Quen thuộc, đó là anh chàng này đã từng vô địch 5 lần thế giới và 8 lần châu Á. Wow. Mọi người có đoán được nhân vật này hôm nay là ai không? Thấy nhớ mày mày mà bây giờ đoán không ra nè. Người này quen thuộc với chúng ta lắm. Dạ. Anh ấy là một ca sĩ. Wow. Anh ấy cũng từng là ca sĩ. Anh ấy là một diễn viên. Wow. Anh ấy cũng từng là diễn viên. Anh ấy là một người dân. Đúng rồi, anh là người dân mà. Ừ thì nói chung chung vậy đó. Và chính anh ấy không ai khác chính là Phạm Văn Mạch. Người nhỏ con gọn gọn vậy mà nhiều tài dễ sợ không? Hôm nay chúng tôi sẽ giải mã xem tại sao anh lại là người như thế. Mời Phạm Mách. À, một trong những cái thành tích Phạm Mách gần đây nhất á, vừa mới đoạt vô địch thế giới. Vâng. Lần mới nhất ở đây, đúng không? Mới về nước đây nè. À, Mách vừa trở về từ Mông Cổ cách đây 3 tuần. Và đã vô địch ở giải này, gọi là giải vô địch thể hình thế giới tổ chức hàng năm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến phần giải mã của vận động viên thể hình Phạm Văn Mách. Phần giải mã bắt đầu. Từ khóa là 1997. Năm 1997 là rất quan trọng trong sự nghiệp của Phạm Văn Mách. Vì sao? Gửi như sau: lần đầu tập thể hình. B là thi đấu chuyên nghiệp và giành huy chương vàng đầu tiên. C là tham gia đội tuyển thể hình quốc gia. Em nghĩ là lần đầu tập thể hình. Có nghĩ là câu B là đáp án chính xác. Không, câu C mới chính xác. Câu C là tham gia đội tuyển thể hình quốc gia. Vậy là em chọn A, Lộc chọn B, anh chọn C. Ừ, vậy rồi. Đi môn thể hình năm 94 bắt đầu có ở Long Xuyên. Và khi đó thì cái môn này rất là mới với Mách. Và tất cả những anh em thanh niên lúc đó, anh Bường Linh biết là Mách có 43kg thôi, người rất là bé. Và khi đến tham gia đăng ký thì mấy anh trong phòng tập nói: trời, em nhỏ quá sao em tập tạ được. Nói, thì nhỏ em mới tập tạ cho nó to lên chứ, đúng không? Và chính vì thế thì chính vì cái điều mà người ta chê mình nhỏ đó, mình thật sự muốn thay đổi, muốn lột xác. Sau 3 tháng đó, thì Mách tập trung thật sự vào việc tập luyện cũng như là việc nghiên cứu về dinh dưỡng. Và Mách cũng nuôi một ước mơ là làm thế nào đó để có thể thi đấu. Và Mách may mắn là trên thành phố Hồ Chí Minh lúc đó là có một phòng tập đang cần một huấn luyện viên để trông coi phòng thôi, cũng như là hướng dẫn các học viên. Và Mách biết như thế thì Mách lên rồi xin và làm tại câu lạc bộ đó. Trong quá trình đó Mách vừa hướng dẫn học viên vừa tập, vừa hướng dẫn vừa tập. Và Mách vẫn tiếp tục thi. Mách thì thi đại học kiến trúc. Trong quá trình đó thì Mách đăng ký thi giải sinh viên học sinh vào tháng 5 năm 1997. Thực sự là đó là một bước ngoặt rất là quan trọng để Mách cái tinh thần nó sảng khoái hơn, cũng như là một cái sự cố gắng mình có một điểm tựa. Và Mách may mắn là được huy chương vàng ở giải đầu tiên là giải sinh viên học sinh. Thật sự thì trong lúc đầu gia đình không có cho Mách đi tập thể dục thể hình đâu. Thì cái môn này nhìn vô thấy tạ không à, nhỏ con rồi sợ lùn nữa. Nhưng mà mình vừa do đam mê thì cũng lén đi tập. Nhà không biết, nói con nghỉ tập chưa? Dạ con nghỉ rồi. Tới chiều cũng lén đi tập nữa. Khi mà Mách thi mà có huy chương rồi về khoe gia đình, mẹ cũng khoái lắm. Cho nên là vẫn cho tiếp tục tập luyện và thi đấu. Lúc đầu là lén đúng không? Chúng ta sẽ đến với giải mã tiếp theo. Từ khóa là dinh dưỡng. Trung bình Phạm Văn Mách ăn bao nhiêu bữa trong một ngày? Hết. Dân tập gym á, thường thường là ăn 6 đến 8 bữa một ngày. Sao không biết? Tại vì con có tập gym. Con tập mà vậy đó hả? Mà nam khác tập nữ khác. Con tập
giống như anh. Em chiên tạ tới, em gánh tạ tới gần 60kg luôn á. Wow. Em tập mông á, nhưng mà bỏ rồi anh. Tại vì nặng, bỏ rồi. Nặng quá, nó đè cuộc sống của em chịu không nổi. Em bỏ rồi. Em nghĩ là anh là ăn một ngày chắc cũng 8 đến 10 bữa ha. 8 đến 10 bữa. Bên đây. Dạ thưa chú Quyền Linh, con nghĩ là chắc là 6 bữa. 6 bữa. Dạ em cũng nghĩ là 6 bữa. 8 đến 10, 6 bữa. Theo mắt là chính xác là bao nhiêu? Chính xác là mất ăn một ngày 6 bữa. Vậy mà tập gym. Nói đúng rồi. Con nghĩ là tại vì ảnh á, là ảnh vận động viên, ảnh phải ăn nhiều hơn người tập gym bình thường. Trời ơi. Thiệt tình luôn á. Thiệt á, đâu phải như me Thái đâu mà. Trời ơi. Không dám tặng. Tặng không. Dạ, ý anh cầm được không? Đem vô giúp luôn, đem vô. Em cầm cho anh nhé. Dạ. Rồi. À, một bữa ăn của vận động viên thể hình như Mách thì nó tốn kém thế nào, ăn những cái gì? À, 6 bữa của Mách trong một ngày thì gồm 4 bữa ăn chính và 2 bữa ăn phụ. Chính là ăn cái gì, phụ là 4 bữa ăn chính thì tập trung hình như là tất cả đều có đầy đủ các chất như là protein nè, từ thịt gà, thịt bò, cá, rau cải, vitamin đó. Rồi ít tinh bột thôi, giàu chất xơ, chẳng hạn như là lúa mạch nè, khoai tây nè, khoai lang nè. Rồi có thể là bánh mì đen. Ước tính khoảng một bữa ăn thì 250 đến 300 calorie. Và 4 bữa ăn chính thì nó nằm ở trong khoảng là từ có thể là 412 khoảng 1200 calorie. Và 2 bữa phụ thì Mách sẽ uống protein shake thì khoảng 120 calorie cho một lần. Tổng cộng một ngày Mách tiêu thụ khoảng 1440 calorie. Trời ơi. Về mặt kinh phí chắc cũng cao lắm ha. Mà mình ăn tự do cũng ăn văn cũng nghiên cứu gì không anh? Đó, anh mới kể đó, ăn bò gà. Thì dĩ nhiên thì trong quá trình mà chuẩn bị thi đấu trước 6 tháng thì mình sẽ áp dụng chế độ ăn kiêng. Có nghĩa là vẫn duy trì chế độ tập luyện và ăn kiêng theo là tăng cường hàm lượng đạm đó. Nhưng mà mình không có ăn chất béo mỡ động vật hay là lại dầu bình thường, dầu phộng mà chuyển qua thành dầu ô liu. Anh tập thì anh có uống thuốc, kiểu em thấy nhiều vận động viên tập gym thì người ta hay uống thuốc để mà tăng cái cơ lên, rồi anh có tập, anh có uống. Thì có nghĩa là gì? Những cái hộp tròn tròn mà em thấy đó, nó giống thuốc, thực sự nó là thực phẩm chức năng chứ không phải là thuốc. À. Nhiều người lầm tưởng là thuốc. Thực sự là đối với môn thể hình thì thuốc là chất cấm. À. Đó, thuốc nó tăng trưởng cơ bắp là chất cấm. Cho nên là những cái thực phẩm mà em thấy là thực phẩm chức năng. Phần giải mã tiếp theo, từ khóa sẽ là vinh quang và cay đắng. Phạm Văn Mách chưa từng thất bại khi thi đấu chuyên nghiệp, đúng hay sai? Dạ đội, con nghĩ là sai. Anh sẽ phải có thất bại chứ đâu thể nào mà thắng hoài được. Không có thất bại thì không có thành công. Dạ. Dạ. Bên kia có bổ sung gì không? Dạ, em cũng nghĩ là sai. Tại từ khóa đó, vinh quang và cay đắng. Có thua mới có cay đắng chứ. Dạ em cũng nghĩ là sai. Mách thi đấu từ năm 1997 và hầu như những bước đường mà ban đầu thì rất là chân tru. Năm 2006 thì có một cái kỷ niệm mà Mách đáng nhớ nhất, đó là giải ASEAN tại Doha, Qatar. Và khi đó thì Mách là một vận động viên hầu như đạt tất cả những cái mức cao nhất của các giải đấu trường châu Á và thế giới trước đó. Và cái kỳ vọng ở huy chương vàng ở giải thể hình ASEAN thì đặt hết niềm tin vào Mách. Buổi sáng đó thì Mách thi vòng loại thì hầu như là các trọng tài đều cho điểm Mách rất là cao và lợi thế rất là nhiều. Và buổi tối hôm đó là chung kết, ban huấn luyện chuẩn bị cờ rồi quốc ca này kia các thứ hết. Nhưng mà khi mà xướng danh lên tất cả những thứ hạng 5, hạng 4, hạng 3 rồi không có Phạm Văn Mách. Vận động viên lúc đó là đang cạnh tranh là vận động viên của Trung Quốc, và anh vận động viên đó thì hầu như là chưa thi ở giải đỉnh cao lần nào. Cho nên Mách nghĩ cái khả năng của mình hạng nhất là cái chuyện thật sự là đương nhiên á. Nhưng mà khi xướng danh lên là hạng nhất không phải là tên mình. Và lúc đó là lãnh đạo của đội Việt Nam đứng ở dưới hầu như là rất là hụt hẫng. Tới thời điểm đó thì là thể thao của Việt Nam chưa có huy chương vàng nào cho tổng sắp. Cho nên là cái thất bại đó mà thất bại Mách đau nhất và nhớ tới ngày hôm nay thật sự vẫn còn chạnh lòng. Cả một năm sau đó Mách cảm thấy là mình không tự tin vào bản thân nữa. Sau một năm sau nữa thì Mách mới là lấy được cân bằng để đi tiếp thi đấu những cái giải tiếp theo để phấn đấu vượt bậc.
những cái thành công nào mà nhất mắt nhớ nhất sau 5 lần vô địch thế giới và 8 lần vô địch châu Á? Kỷ niệm mà mắt nhớ đến ngày hôm nay là cái năm 2001 thì mắt với anh Lý Đức và một bạn nữa, một anh trong đội tuyển quốc gia, thì ba người thi đấu giải thế giới, tất cả đặt niềm tin vào anh Lý Đức. Vì khi đó là anh Lý Đức là giống như tượng đài, hầu như mắt đi để chủ yếu là học hỏi và cọ sát thôi. Nhưng mà trong thâm tâm là cố gắng rất là lớn để mà làm một cái gì đó. Vì thế hình hồi xưa tới giờ thì Việt Nam mình chưa bao giờ vô địch thế giới ở thời điểm đó. Và kể cả các vận động viên của châu Á luôn, chưa có ai vô địch thế giới luôn. Thì mắt thi vòng loại thì mắt rất là vui khi mà ngày hôm sau có tên trong cái bảng chung kết. Và khi mà xướng danh từ hạng 5 cũng không có vào nhóm mắt, hạng 4 cũng không có vào nhóm mắt, hạng 3 cũng có vào nhóm mắt. Ok, ngon rồi. Còn lo rồi ha. Đó là nhất ngày thôi. Thì nói thôi, hạng nhì ngon rồi. Hạng nhì ngon rồi. Nhưng mà cuối cùng tên Phạm Nhân Mách là tên được kêu lên đứng ở bục vinh quang cao nhất. Lúc đó thì quý vị cảm giác mắt lúc đó là không trọng lượng, mắt cân bằng thật. Và hầu như là không cầm được cảm xúc, không giữ được cảm xúc. Và mắt cũng lúc đó cũng khóc trên sân khấu. Và tất cả những người lãnh đạo cũng như ban huấn luyện ở dưới sân khấu cũng hòa là khóc. Vì lần đầu tiên Việt Nam góp một phần huy chương vào giải thể hình thế giới cũng như là có tiếng nói cho châu Á luôn. Chúc mừng Phạm Nhân Mách. Đúng là một kỷ niệm đầu đời đúng không? Kỷ niệm đầu đời. Tiêu chuẩn để đánh giá khi mà thi đấu là gì? Có 4 yếu tố để đánh giá một vận động viên hoàn hảo. Đó là đầu tiên là đó là hình thể tự nhiên, form tự nhiên á các bạn. Cái form em có tự nhiên. Đúng gọi là cái bụng bự tự nhiên. Thì mà em có bụng đi thi được mà đúng không? Được. Vẫn được. Anh khỏe cơ, em khỏe bụng được mà. Giải phường mở rộng. Giải phường mở rộng. Có nhiều người thì chân quá dài mà lưng quá ngắn. Có người thì chân ngắn lưng dài. Cho nên là nó không cân đối. Đó là cái yếu tố đầu tiên. Yếu tố kế tiếp là cái độ to cơ bắp. Độ to cơ bắp phải hầm hố xíu. Và yếu tố thứ ba là độ săn chắc cơ bắp. Có nhiều người rất là to. Rất là to nhưng mà cái độ săn chắc không có. Và yếu tố thứ tư là yếu tố phong cách biểu diễn. Khi mà cơ bắp mình đẹp rồi, sắc nét rồi, nhưng mà đứng sân khấu mình làm thế nào để show khô ra cho mọi người thấy cái đẹp của mình. Đó là những tiêu chí mà để đánh giá một vận động viên chuyên nghiệp. Từ khóa tiếp theo đó là âm nhạc. Phạm Nhân Mách từng mơ ước trở thành ca sĩ hay dancer? Phạm Văn Mách từng ước mơ trở thành ca sĩ vì trước đây con từng theo dõi chú và biết là chú có thi một cuộc thi về âm nhạc. Có bổ sung không? Dạ có. Sao? Anh Phạm Nhân Mách từng ước mơ thành dancer. Chẳng qua là cuộc thi hát đó là bắt cái chớn qua nhảy thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó là cái mức bằng đạp thôi. Chứ đúng rồi. Là anh mắt nhảy rất đẹp. Ủa anh con mắt nhảy rồi hả? Nhảy rồi. Mắt có mấy siêu được đây lắm. Trước đây mắt cũng có thời gian là rất là mê nhảy. Nhưng mà ước mơ của mắt chính xác là thích làm ca sĩ hơn. Anh ơi, em nghe đồn là anh sắp bỏ tập tạ anh vô showbiz đó phải không? Ai đồn kỳ vậy? Nhiều người đồn lắm anh. Ai đồn kỳ vậy? Nhiều người đồn lắm. Đây nè, anh nhìn đi. Showbiz đã cướp lực sĩ mạm Phạm Văn Mách. Đó, có nói sai đâu. Là anh từng có ý định đi là ca sĩ đúng không? Có nghĩa là gì? Khi mà Mách tham gia chương trình thi chung với Văn Mai Hương, một chương trình game show ca nhạc. Dạ. Thì trong cái giai đoạn đó thì dầu sôi lửa bỏng đó, mọi người nghĩ là Mách sẽ dấn thân vào showbiz và không tham gia thể hình nữa. Vì trong giai đoạn đó Mách bỏ thi một giải thể hình. Ồ. Và Mách đã khẳng định lại điều đó bằng các giải thi sau này của mình. Dạ. Thật sự lúc đó thì Phạm Nhân Mách đi thi hát nè, xong đi đóng phim nè, rồi sau đó là đi hát tùm lum hết. Thì mọi người cứ nghĩ là bỏ thể hình, nhưng mà thể hình đã là đam mê, đã là một cái dấu ấn của Phạm Nhân Mách rồi, tôi nghĩ không thể bỏ được đâu. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng phần biểu diễn của Phạm Nhân Mách, không phải là thể hình. Tôi có căn nhà tranh, tuy bé nhỏ.
dưng thờ sinh tháng ngày sống riêng một mình. Nhà ở hư bê em sống trong giàu sang, quên gấm nhung đại trang đi về xe đón đưa. Đêm đêm dưới ánh trăng vàng, tôi với cây đàn nằm thầm thở than. Và cô hàng bên xóm mỗi lúc lên đèn sáng nhà làm quen. Tôi ca không hay, tôi đã nghe cũng dở, nhưng nàng khen nhiều và thật nhiều, làm tôi thấy trong tâm tư xôn xao như lời âu yếm mặn nồng của đôi lứa yêu nhau. Hai năm trôi qua ân tình không dám có, tôi sợ thân mình là bọt bèo, làm sao dám mơ duyên tơ mai sau. Tôi sợ ngang trái là niềm khổ đau đến mai sau. Rồi một hôm tôi quyết đi thật xa, tôi cố quên người ta nhưng hình bóng không xa vời. Nhờ thời gian phương thuốc hay thần tiên chia cách đôi tình duyên nên người xưa đã quên. Hôm nay đón cánh thiệp hồng, em báo tin mừng lấy chồng giàu sang. Đời em nhiều may mắn, có nhớ anh nhàng gì nghèo ngày hôm nay á, là Phạm Văn Mách á, là hát bài Bolero rồi không có nhảy thôi, chứ mọi hôm là có hát nhạc sung á, là nhảy cũng dữ dội lắm. Thôi giờ vậy, Lê Lộc đã kiếm ra một kỳ tài là anh Phạm Văn Mách quá dễ thương rồi đúng không? Thì bây giờ em cũng kiếm ra một kỳ tài mà đặc biệt lắm nha. Tuy cụ đã già nhưng mà còn dẻo dai lắm, dẻo dai khỏe còn hơn Phạm Văn Mách luôn. Thấy nghe chưa? Muốn biết là ai không? Ai vậy? Nè, coi clip biết liền. Mời cô ngồi ạ. Dạ, tất cả các chị tin. Năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay tuổi thật tôi là 84 tuổi. Wow. Cô đến tới khiêu vũ từ năm nào vậy? Dạ, năm 75 tuổi. 75 tuổi mới học khiêu vũ hả? Năm nay tôi bệnh dữ lắm. Thoát vị đe đệ này, thoái hóa cuộc sống này, hở van tim này. Trên năm chỗ không đứng, không ngồi vậy được. Nằm ăn, bác sĩ đã hội chẩn cho đi mổ rồi đấy. Tôi có hỏi bác sĩ một câu là khi tôi mổ rồi thì tôi có bình thường trở lại không? Bác sĩ nói tôi ngồi xe lăn 3 tháng. Nhưng mà cái 3 tháng thì không nói mà tôi sợ ngồi suốt đời luôn. Thành ra tôi mới có hỏi bác sĩ rằng nếu tôi không mổ mà uống thuốc có hết không? Bác sĩ nói nếu bác không mổ thì bác phải sống chung với nó. Nói thật là tôi vào đi sáng mà ra công viên tập ấy thì nó chán. Đi trước thì thấy nó mệt mỏi suốt nào. Thế bắt đầu đi vào sàn cũng như là coi người ta nhảy thôi. Mấy cái chú kép mà dìu người ta nhảy đấy, chú lại chú mời. Thế tôi có loan tiếng tôi nói tôi chưa có biết nhảy bao giờ hết trơn ấy. Nhưng mà nó có một cái là tôi nghe nhạc được. Thế nó dìu rồi tôi cứ bước nữa. Nhưng mà lúc đầu thì đau lắm. Khi mà tôi đi bước thẳng cái chân xuống á, thì rất là đau.
Thầy nói là cắn răng vậy, tôi kêu Vũ có một chân à. Từ từ dần nó hết lúc nào tôi cũng không biết nữa. Một cái liệu pháp mắt thấy dữ dội chưa? Trong quá trình cô tập nhảy đó, cái khó nhất của cô là như thế nào? Cái khó nhất đó hả? Dạ. Có đều có tôi nói thấy có lẽ là không có cái gì khó cả. À. Cái học nhảy không có thầy. Mấy cái đĩa kêu Vũ đó, tôi nhìn cái bước nhảy của ta rồi tôi bắt chước. Khi mà tôi đã biết đi rồi thế thì cũng tự mình có những cái bước đột phá là tự mình. Có đột phá nữa hả? Thế có chú, trời ơi, tôi nhào lộn dữ lắm đấy. Trời ơi, trời ơi. Anh nào mời bác qua phòng gym tập luôn quá. Tại bác có thể là tập khiêu vũ được nè, nhảy múa rồi nhào lộn được nè. Rồi tập gym nó nhẹ lắm bác ơi. Dạ. Dạ, tập tạ không à. Cái bí quyết nào mà mình vui, mình khỏe, nhảy nhót cái bây giờ? Tràn đầy năng lượng như vậy hả bác? Bí quyết nào ạ? Cái lăng khiếu là một. Và cái cũng có cái tâm hồn mê âm nhạc. Nó cũng có cái một chút đam mê trong đó. Ngoại cho con hỏi á, là ngoại khiêu vũ như vậy á, thì ngoại ăn uống như thế nào, nghỉ ngơi như thế nào hả ngoại? Ăn uống thì cũng dễ lắm, dễ ăn lắm. Nhưng mà có đặc biệt là tôi ít ăn thịt. Dạ. Không ăn thịt. Ăn thì ăn rau nhiều. Đặc biệt những cái gì mà nuôi là không ăn. Chẳng hạn nếu con gà như là ở dưới quê ta nuôi ta thả để nó đi nó bới nó ăn thì tôi ăn. Con gà công nghiệp nó không bao giờ ăn. Thức ăn sạch đó. À. Thức ăn của bác thật sự nó hao hao giống như thức ăn bên thể hình của tụi con á. Dạ. Ăn cũng rau, hạn chế ăn rau trái cây nhiều để cung cấp vitamin khoáng chất. Và bây giờ tiết mục đặc biệt bắt đầu. Trời ơi, 84 tuổi rồi thưa quý vị. Chúng con xin bái phục và mong rằng sức khỏe của tụi con sẽ tới đó vẫn còn đi được. Tụi con nhớ nhóm B336 nè. Tụi phấn đấu làm sao 88 tuổi vẫn nhảy, vẫn hát, vẫn sung như thế nha. Còn bây giờ chúng tôi phải nói lời chào tạm biệt thưa quý vị. Mong rằng quý vị cũng sẽ có thật nhiều sức khỏe như là phụ Lệ Dung này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Giải Mã Kỳ Tài. Còn bây giờ chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin gửi tặng cụ một kỷ niệm chương của chương trình. Gửi anh Phạm Nhân Mắt một kỷ niệm chương. Chúc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại 20:30 thứ hai tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh. Gia đình mình có truyền thống ca hát hay không con? Dạ có, gia đình con có 4 đời. Chào sân con.
bảo là cái mũi hơi ra. Ôi lỡ bị nghẹt mũi rồi sao chú? Nghẹt mũi thấy mệt là mình ngưng. Giải mã kỳ tài 20:30 thứ hai hàng tuần trên HTV7.